Pioneer sẽ nhận 100 triệu coin trong vài ngày nữa. Pioneer Quốc Daily xin gửi lời chào thân ái đến các bạn và các Pioneer. Vào đầu tháng 11, Bicoteam đã có một đợt chuyển Pi Mainnet sau hơn 2 tháng ngưng hoạt động trên on-chain. Sau đó, quá trình chuyển Pi này lại tiếp tục ngưng trong 10 ngày vừa qua. Và mới đây, một dấu hiệu mới đã khiến cộng đồng hào hứng trở lại khi ví phân phối Pi Mainnet lại tiếp tục nhận được 100 triệu Pi coin. Đây chắc chắn là số Pi mà Bicoteam sẽ chuyển cho Pioneer trong những ngày cuối tháng 11 còn lại. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh có nhiều tin tức liên quan đến Pi đang được thảo luận sôi nổi, như Pi đạt tiêu chuẩn ISO 20022, Pi sẽ được nâng cấp để chạy Smart Contract, và lời đồn về sự chuẩn bị đưa mạng lưới vào Mainnet mở vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, cho dù có nhiều diễn biến gây cấn như thế nào đi nữa, thì 100 triệu Pi coin chuẩn bị chuyển về Pioneer vẫn là tâm điểm của cộng đồng trong thời gian sắp tới. Ngay sau đây, Pioneer Quốc Daily xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi phân tích các chi tiết liên quan đến đợt chuyển Pi này, để xem chúng ta có là người may mắn tiếp theo nhận được Pi coin hay không. Nào các Pioneer, đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Phần 1. Hiện trạng của mạng lưới Pi coin. Hiện tại, tổng số Pi coin trên Mainnet đang ở mức 2 tỷ 373 triệu coin. Như vậy là trong đợt chuyển Pi gần nhất, đã có 100 triệu Pi coin được chuyển lên Mainnet. Trên sổ cái của Pi Network, hiện đã có 1 tỷ 542 triệu coin tiếp tục được lock lại, tức là chỉ có khoảng 830 triệu coin đang được giao dịch tự do. Các số liệu tích cực về chỉ số on-chain hiện tại đã khích lệ tinh thần của các Pioneer. Vào giữa tháng 11 này, hoạt động chuyển Pi đã bị Bicoteam tạm ngưng trong khoảng 10 ngày. Cho đến hôm nay, ví mẹ phân phối Pi lại tiếp tục nhận được 2 lệnh, mỗi lệnh 50 triệu coin. Điều này chính là tín hiệu cho đợt chuyển Pi sắp tới. Thời điểm chuyển Pi này lại rơi vào dịp cuối năm. Nếu Pioneer đồng ý bán Pi coin vào lúc này, nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người vì có được một khoản tiền khá lớn. Ngay sau đây, Pi Network Daily sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định phí Pi của mình có được Mainnet trong đợt cuối tháng 11 này hay không. Phần 2. Hướng dẫn tìm ra dấu hiệu chuyển Pi Mainnet. Để có thể nhận biết được hoạt động trả Pi từ Bicoteam, cách chính xác nhất là dựa vào hoạt động on-chain. Yếu tố này khá dễ dàng nhận biết. Chỉ cần quan sát hoạt động của ví mẹ có đuôi kết thúc là GC5G. Đây chính là ví mà Bicoteam dùng để phân phối Pi coin. Đầu tiên, các bạn hãy vào trang web blockexplorer.minabi.com, dán ví vào mục tìm kiếm và kiểm tra các hoạt động của ví GC5G. Địa chỉ của ví này chúng tôi sẽ để ngay bên dưới phần mô tả của video. Nếu gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra, bạn hãy để lại comment để chúng tôi kịp thời hỗ trợ. Nếu ví này có hoạt động bằng dòng lệnh Risk Account, thì đó chính là quá trình tạo ví và chuyển Pi Mainnet. Bạn có thể tham khảo hình dưới đây. Địa chỉ GBHZ trong hình cũng là ví Mainnet của Pioneer vừa được tạo mới. Ngoài ra, nếu bạn đã hoàn thành tới mục 7 trong danh sách Mainnet, thì chắc chắn bạn đã có ví Pi, chỉ là nó vẫn chưa Mainnet. Bạn hãy copy ví của mình và dán vào trình duyệt. Nếu ví của bạn xuất hiện số dư, tức là bạn đã sở hữu ví Mainnet và chắc chắn đã được chuyển Pi. Khi này, bạn có thể mở ứng dụng đào Pi và ví Pi Browser để kiểm tra lại. Phần 3. Giá trị thị trường của Pi coin. Hiện tại, thị trường OTC đang giao dịch Pi ở mức 7.300 đến 7.600 Việt Nam đồng. Ở mỗi nơi, mức giá này sẽ chênh lệch khá rõ, vì các đầu mối sẽ tự kê giá lên để ăn chênh lệch, rất khó xác định được giá chính xác. Ngược lại, trên sàn Pirit, dùng giá này được xác định là ở mức 0.28 đến 0.33 đô trên Pi, và giá giao dịch ổn định hơn giá chợ đen. Trước những cập nhật của Bicoteam và mức độ sôi động của thị trường, khả năng dùng giá 7.500 là mức đầu tư khá ổn trong thời gian dài hạn. Đặc biệt là chúng ta chỉ còn cách ngày PD 14 tháng 3 khoảng 4 tháng nữa. Khi vào chu kỳ mới, giá Pi coin sẽ có dấu hiệu tăng mạnh. Trong quá khứ của năm 2022, tháng 11, giá Pi giảm về chỉ còn 5.000 đồng. Sau đó đến đầu năm nay, thì giá đã có thời điểm tăng đến 16.000. Hiệu ứng này được tạo ra là do các hoạt động sôi nổi của ngày PD và ngày P2D trong tháng 3 và tháng 6 hàng năm.
Trước hiệu ứng của đợt chuyển 100 Bitcoin sắp tới, thị trường sẽ tạo ra hiệu ứng gom hàng tích cực từ các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các thương lái Trung Quốc. Họ thường tận dụng các cơ hội có Pi mới về Mainnet và tổ chức mua Pi số lượng lớn và tích lũy cho đến tháng 3 năm sau. Nếu bạn là Bioneer nhận được Pi trong cuối tháng 11 này, bạn sẽ giữ sang năm sau hay sẽ bán luôn để chuẩn bị tiền cho Tết cuối năm? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để chia sẻ với các Bioneer. CryptoLeftVN rất vui khi cùng các Bioneer đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Pi Network. Như vậy là chúng ta đã đi đến phần cuối của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.